Hello ha, mình giờ mình đang ở ngay đường TC1 ha, Mỹ Phước 1. Mình cũng quay một số cùng khách ở đây quý vị xem là đời sống dân sinh với kinh doanh ở đây như thế nào. Thì từ những cái số liệu và những cái mật độ xây dựng như thế này thì mình có thể là biết được là ở đây làm ăn buôn bán có ok không. Từ đó thì mới quy ra là cái giá trị bất động sản có phát triển được hay không ha. Thì bây giờ là mình thấy rằng những cái khu ven quốc lộ 13 thì có các khu mà về khu Bến Cát thì có 4 cái khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4. Mỹ Phước 1 thì bây giờ là phát triển nhất, họ hình thành trên 20 năm rồi. Thì lan ra qua bên Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4. Mỹ Phước 4 là đang phát triển cũng rất là mạnh ha. Những cái dự án trước đó của Oasis thì mình đã nói trước rồi, có những cái khu tiện ích xung quanh thì làm cho bất động sản nó có những cái điểm đặc biệt như vậy, từ bệnh viện, trường học, rồi đường xá, giao thông kết nối thì giúp cho cái giá trị bất động sản tăng lên trong tương lai. Và đặc biệt là tình hình cuối năm và đầu năm 2019. Đây mình đang đi đường quốc lộ 13 ha. Hồi nãy là quốc lộ 13 sẽ kết nối, mình mới qua Mỹ Phước 1 rồi, bây giờ đang lên Mỹ Phước 2, đi ngang vào Mỹ Phước 2 và 3. Thì ở Mỹ Phước 2 thì Mỹ Phước 2, 3 thì có những cái dự án nổi bật như là bên dự án của Ecolex, của nhà đầu tư Malaysia. Thì những cái nhà đầu tư nước ngoài thì giờ về đây họ cũng rất là thông minh, họ chọn lựa những quỹ đất tốt, những vị trí trung tâm để họ xây dựng những cái dự án bán nhà ở hình thành trong tương lai đó. Thì kết cấu thường là một trệt hai lầu hoặc một trệt một lầu. Đối tượng chính họ nhắm đến là những cái vị chuyên gia với lại những cái người mà họ sinh sống ở khu vực gần đây với cái thu nhập là trung bình khá, để có thể đủ tài năng lực tài chính có thể mua những cái vùng ở đây như thế này. Thì song song quốc lộ 13 như các anh chị đã thấy là có rất là nhiều mô hình kinh doanh tốt, như là sắt thép nè, đồ nội thất, rồi vật liệu xây dựng ha. Cung đường ở đây, những cái cơ sở hạ tầng đây rất là tốt. Rồi bên đây là mình đang đi vô, họ đang mở một cái cửa phụ vô khu Ecolex ha, các bạn thấy. Bên đây phải hôm qua là mình cũng có giới thiệu về Đại học Việt Đức. Đây họ xây kết nối với quốc lộ 13. Đại học Việt Đức đây, thì họ đang làm bên ngoài và hiển thị bên trong sẽ hoàn thiện từng phần. Đó. Thì nhắm đến những cái khu vực ở đây thì theo mình biết thì những cái giao dịch gần đây tại phòng chứng thì những cái khu đất ở Mỹ Phước 3, 4 thì bây giờ phát triển rất là tốt, giao dịch thường xuyên. Nhưng mà do có những cái yếu tố đặc biệt như là kết nối giao thông mình đã nói trước, và có những cái đặc điểm là cái mật độ mà người dân người ta chuyển về khu Mỹ Phước 3, 4 đang tăng dần lên ha. Rồi mình tắt cái này hơi mờ ra. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với anh chị là trước khi đầu tư hay là mình chọn một nơi nào đó để mình an cư thì mình cũng nên xem xét tất cả những cái yếu tố để mà phát triển cái bất động sản của mình. Thì yếu tố quan trọng là gồm có hai yếu tố quan trọng, trong đó là cơ sở hạ tầng và cơ sở xã hội, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Hạ tầng xã hội là những cái nhu cầu thiết yếu bao gồm là bệnh viện, trường học, điện đường, trường trạm á. Đó thì mình nên tập trung vào đó. Thì có tất cả mọi thứ thì người dân về người ta sẽ quyết định về đó ở, mà khi ở thì giá trị thiệt. Thì cái mật độ mà càng đông thì đương nhiên cái sự phát triển của bất động sản sẽ lên. Rồi hạ tầng kỹ thuật thì những cái đường xá liên kết nối giữa vùng này với vùng kia, và để người ta vận chuyển hàng hóa, giao thương nó tốt.
thì mới mang lại giá trị, chứ bây giờ một miếng đất mà không có đường đi vô thì không thể nào sử dụng được, hoặc là nó khó khăn, hoặc là đường xá nó lầy lội quá, mưa thì ngập, còn còn không thì đá lởm chởm thì không thể nào mà phát triển được. Cái giao thông nó không thuận tiện thì không phát triển được dòng tiền mạnh. Nên những yếu tố đó nếu mà hội tụ đủ thì mình có thể quyết định là mình đầu tư ở đó. Và trước khi mua thì mấy anh chị cũng suy nghĩ là nếu mình mua khu vực này thì ai là người sẽ sự mình bán lại cho ai, và họ tại sao họ phải chọn khu vực này để họ đầu tư hoặc là an cư. Thì nếu mà quý vị trả lời được cái yếu tố đó thì mình có thể là chọn cái nơi đó để mình phát triển và đầu tư làm ăn. Thì đó là những cái kinh nghiệm nhỏ của mình ha, mình cũng chia sẻ đến anh chị. Đó, thì mình đang đi ở khu vực này đây. Ok, cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi ha. Mình sắp tới mình sẽ review một số clip nữa hay nữa cho quý vị xem những cái khu vực gần đây. Nay thì cái điện thoại mình cũng hơi bị trục trặc xíu. Mong quý vị thông cảm ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vui lòng đăng ký để có nhiều clip hay hơn, cập những cái tình hình bất động sản ở một số nơi Phú đi qua ha. Thì bây giờ ở đây là Mỹ Phước 4 nè. Quán cà phê ở đây rất lớn. Mỹ Phước 4 ở đây thì khu vực bên trong là có đại học Thủ Dầu 1 và bên Mỹ Phước 3 đây. Cảm ơn quý vị.